Yo. Ok, hello mọi người nhá. Hôm nay chúng ta sẽ roll Yanagi. Và như mọi người thấy acc đầu tiên thật ra hôm nay có hai acc thôi. Select Zone thì nó không phổ biến lắm ở Việt Nam, tôi đang hơi tiếc. Mặc dù game rất là hay ha. Nhưng mà có hai acc, hôm nay chúng ta có hai acc ở trong video lần này. Acc đầu tiên là của Zai Nhất ha. Nếu mà mọi người coi stream gì thì mọi người cũng biết Zai Nhất rồi. Ok thì còn tới tận 60 lần nữa mới nổ này, nhưng mà hy vọng là nổ sớm nhé. Rồi bấm lần nè để nó ra luôn thì hay lắm nha. Ê, rồi ok thì ra rất chưa đủ nổ đâu, nhưng mà nếu mà roll ra nổ sớm thì càng tốt ha mọi người. Và hy vọng lần này chúng ta sẽ có được chị Yanagi ở đây. Let's go mười đầu tiên nào, không có gì này. Ok, nó một A thôi hả? Chán vậy. Một A. Ồ, nhưng mà Lucy à? Cái này thì lại ngon nhá. Ok. Lucy thì lại ngon nhá mọi người. Lucy là hiện tại là một trong những nhân vật A mạnh nhất game. Ok, rồi cũng tốt. Rồi 10 lần nữa. Chưa ra luôn. À, dễ dễ ra thế thì ô bà ba a nha mọi người, ba 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 đó, đẹp chưa đó. Cộng 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 ba rôn lên, cộng ba rôn rồi cho nó xuống 10 đi. Ô a luôn này, rồi sokaku hả? Sokaku cũng ngon, ngon cái ổn 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 được được, nhưng mà à. Rồi 10 run cuối, thật ra bấm 10 lần nữa thì chúng ta sẽ có thêm một A nữa, thì sẽ có thêm một roll ha, nhưng mà nó cũng hơi khó. Ok thử đi, sớm nè, nổ sớm sớm đóng bộ luôn nè, không được rồi. khó lắm, khó rồi, sớm lắm, nhưng mà hai a cũng ổn này. Hai a được nha. À, và tự nhiên đâu ra cây trứng của set. Ok rồi, vậy chúng ta có thêm một roll nữa ha, hơi khó đấy nhưng mà nếu được thì tốt. Skip luôn đi. À không được ấy. Ok thì còn 10, tối đa tầm 15 lần nữa mới nổ thần là lên được 65 lần á, cho nên là yeah. 5 minutes later. Ok bây giờ chúng ta đã quay lại acc của Gia Nhất. Em ấy đã tích lại được 15 roll ha. Và hai roll thường luôn. Giờ bấm roll thường cái nó ra vàng hài lắm nè. Ok. Chưa sao. Okay, nhưng mà như đây thì tôi nghĩ là như đây tôi nghĩ là nổ rồi, như đây tôi nghĩ đủ nổ. Hy vọng. Roll 5 lần trước đi. 5 lần trước để coi ra 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 được Yanagi trong trong vòng 5 5 roll này không. Ok, rồi. Hy vọng 10 roll có Yanagi ở trong này nha. 10 roll này. Rồi nổ 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 đủ nổ đủ nổ đủ nổ đủ nổ. Ok. Ok và 3. 3 3 vàng, 3 3 3 a 3 a. Sâu sâu nữa chứ. Ok Billy. Billy. Billy, Billy nhìn cũng hơi hết hồn ấy. Billy nữa. Hai Billy. Trời. À, quý bùi chù kìa. À. À, quý bùi trù kìa. À, bị trù rồi. À, xin chia buồn nha. Với dài nhất. À, bị quý bùi trù rồi. Để coi ba cái rôn nữa ra không. À, bị trù vậy chịu rồi, biết biết. Biết gì vậy? À, chịu á. Bị chù. Ok xin chia buồn với lại Gia Nhất nhé.
Ạc thứ hai là ạc của ông anh mình ha. Ông ấy đang có 130 roll và còn 40 lần nữa là chắc chắn nổ, gần như chắc chắn nổ ha. Đó, và ông ấy muốn có một giây agi, và nếu ra sớm và còn nhiều roll thì có thể nhắm tới trấn cũng được ha. Ok, nhưng mà từ đầu tới giờ ổng chơi hơi 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 xui, cho nên là ổng đang hơi chán game ha, cho nên là mọi người hãy like và subscribe ủng hộ WeWoo Game với phần mô tả video cho ông anh mình có động lực cày game lại sau khi trúng Yanagi nè. Nổ đôi cũng được, nổ đôi cũng được ha. Vô nào, vô nào, vô nào. Ok, cái này chắc không ra cái gì rồi, một A luôn ấy chứ. Ok, còn 30 lần nữa thử skip lần đi. Ok, 2A, hai A cũng được. Ô, và nó ra một set. Vấn đề ông anh mình là ông chơi kiểu toàn nữ, cho nên là ông lại không 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 có có chơi kiểu không chơi set. Mặc dù set mạnh nha, mặc dù set mạnh nhưng mà ông là người chơi kiểu toàn nữ. Ok, lần này thì có vẻ sẽ chắc chắn đổ rồi. Nếu mà lệch thì sẽ roll cho tới khi ra ra Yanagi, nhưng mà nếu mà trúng thì mình sẽ liên hệ với ông để coi ông có roll tiếp chấn của Yanagi không á. Lần này mà không nổ nữa hơi cay. Bắn thiệt á hả bá? Bro. À, khô dữ vậy. Nổ à, cái này nổ à, này mà không nổ tôi chịu á, này mà không nổ tôi chịu nha. Phải lèo game. Game nó cho A làm cái quỷ gì? Mày cho tao A làm cái gì? What the hell bro? Mày cho tao A làm cái gì? Nó đã cần ép chạy ra ghi, chạy ra ghi, đúng rồi, chạy ra ghi vô rồi mọi người. Chạy ra ghi vô, chạy ra ghi vô, chúng rồi, quý rồi. À, dù nó ra hơi trễ hả? Ok, nhưng mà ra rồi, ra rồi. Đã ra, đã ra, đã ra, đã ra. Ok, ổn 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 ổn. À, xui thiệt chứ. Ông anh mình muốn quay tiếp tục quay vũ khí nè mọi người, còn 49 lần nữa ra. Ok, cố gắng có được luôn cây chấn cho Miyabi để hoàn thành á. Hoàn thành KPI 2A cũng được. Ủa, và ra Lucy luôn này, ngon Lucy. Nãy giờ ra Lucy nhiều hết mọi người, hai ạc ra hai Lucy kìa. Ồ, nổ sớm, nổ sớm, nổ sớm. Đổ sớm kìa, ấy da, đổ sớm rồi, đổ sớm rồi, đổ sớm rồi. À, A là cây này, ok. Đánh sao mô phỏng này. Rồi, cái này là vàng này, cái này là vàng này. Đặt luôn cây trứng đi cho hợp lý nè. Trời, ủa từ từ, không không, ủa. A ta, từ từ. Từ từ từ, thấy chưa? Đáp. Ra luôn ấy chứ, 10 điểm luôn. Trời ơi, game là dễ đó mọi người, game là dễ, game là dễ à, lúc nào roll cho viewer cũng hên hết nhá. Xịn liền, xịn liền. 130 roll. Mặc dù BT hơi cao á, nhưng mà nhưng mà cơ bản là chúng ta đã có được Miyabi của chúng Yanagi với chúng ta ở đây. Rồi đó. Và cộng một chấn luôn, ngon liền đó. Rồi, chúc mừng ông anh tôi nha, và cảm ơn mọi người vì đã coi video. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người cho tôi một like, một subscribe, bấm một nút chuông nhé, ủng hộ WeWoo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau, bye.